Chào mừng các em đến với chương trình Học toán trên truyền hình. Cô xin giới thiệu, cô tên là Hồ Ngọc Kim Loan, đến từ trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, quận Gò Vấp. Cô rất vui được gặp lại các em trong tiết học toán lớp 2 hôm nay. Nào, các em hãy cùng nghe và hát theo bài hát dễ thương sao. Bạn nhỏ trong bài hát đã biết giúp bà quét nhà. Thế còn các bạn nhỏ của cô đã làm được gì? Các em hãy ghi nhận điều đó qua bài học hôm nay. Em làm được những gì? Tiết 1. Nào, các em hãy chuẩn bị bút, thước, vở để cùng bước vào bài học với cô nhé. Mục tiêu của bài học hôm nay giúp các em ôn ngày, giờ, xem lịch và ôn biểu đồ tranh. Để thực hiện mục tiêu của bài học, chúng ta cùng trải qua hai hoạt động. Hoạt động 1, ôn tập về ngày, giờ, xem lịch. Hoạt động 2, ôn tập về biểu đồ tranh. Chúng ta cùng đến với hoạt động 1, ôn tập về ngày, giờ, xem lịch. Các em hãy cùng quan sát hình ảnh bài 1 trang 112 với cô nhé. Đây là hình ảnh xe buýt sẽ khởi hành từ bến xe Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, đến bến xe thành phố Sơn La. Tại mỗi bến xe có ghi thông tin thời gian và tờ lịch tháng 12 năm 2021. Các em hãy ghi nhớ chính xác thời gian để trả lời các câu hỏi sau của bài tập. Câu A. Xe khởi hành tại bến xe Mỹ Đình vào thứ mấy, ngày bao nhiêu, tháng mấy, lúc mấy giờ, buổi gì, sáng, trưa, chiều, tối, đêm. Câu B. Xe đến bến xe thành phố Sơn La vào thứ mấy, ngày bao nhiêu, tháng mấy, lúc mấy giờ, buổi gì, sáng, trưa, chiều, tối, đêm. Câu C. Dùng mô hình đồng hồ tính xem xe từ bến xe Mỹ Đình đến bến xe thành phố Sơn La mất mấy giờ. Bây giờ các em hãy theo dõi nhé. Yêu cầu của bài là gì? A. Xem đồng hồ, xem lịch và tìm khoảng thời gian. Em hãy suy nghĩ và tìm câu trả lời nhé. Các em xong chưa nào? Cùng trả lời câu hỏi nhé. Xe khởi hành tại bến xe Mỹ Đình vào thứ năm, ngày 30 tháng 12. Vì quan sát tại bến xe Mỹ Đình, ngày khởi hành là ngày 30 tháng 12. Nhìn vào tờ lịch tháng 12, em thấy là thứ năm, lúc 10 giờ, buổi tối, 22 giờ, tức là 10 giờ tối. Cùng trả lời câu hỏi B nhé. Xe đến bến xe thành phố Sơn La vào thứ sáu, ngày 31 tháng 12. Vì quan sát tại bến xe thành phố Sơn La, ngày đến nơi là ngày 31 tháng 12. Nhìn vào tờ lịch tháng 12, em thấy là thứ sáu, lúc 6 giờ sáng. Tiếp tục trả lời câu hỏi C. Em dùng mô hình đồng hồ đếm số giờ từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng.
tìm được khoảng thời gian xe đi từ bến xe Mỹ Đình đến bến xe thành phố Sơn La. Mấy giờ nào các em? À, xe đi từ bến xe Mỹ Đình đến bến xe thành phố Sơn La mất 8 giờ. Như vậy là các em đã ôn tập về ngày, giờ, xem lịch rồi. Các em nhớ nhé, chú ý giữ lịch sự khi đi trên những phương tiện công cộng. Đến đúng giờ, ngồi đúng số ghế, không nói chuyện ồn ào, không xả rác bừa bãi. Bạn nào thực hiện được như điều cô nói thì giơ tay lên cô xem nào. Ồ, các em ngoan quá. Cô cảm ơn các em. Nào, chúng ta cùng bước vào hoạt động 2, ôn tập về biểu đồ tranh. Các em hãy quan sát hình ảnh bài 2 trang 113. Biểu đồ tranh sau đây biểu thị một số con vật ở một vườn thú. Em cho cô biết, biểu đồ này gồm mấy cột? Cùng đếm xem. Biểu đồ này gồm 4 cột. Tại sao biểu đồ này có 4 cột? Các em biết không nào? Vì có 4 loại thú là công, vẹt, chỉ, đà điểu. Mỗi cột thể hiện số con thú của một loại thú. Mỗi con thú được thể hiện thế nào vậy các em? Mỗi con thú được thể hiện bằng hình vẽ. Bây giờ, các em hãy cùng đọc câu hỏi của bài tập với cô. Câu A, đếm số con mỗi loại ở biểu đồ trên. Câu B, loại nào có số lượng nhiều nhất? Loại nào có số lượng ít nhất? Câu C, có tất cả bao nhiêu con vật? Các em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi này nhé. Các em xong chưa nào? Cùng trả lời câu hỏi. Câu A, đếm số con mỗi loại ở biểu đồ trên. Công, 4 con. Vẹt, 7 con. Trĩ, 4 con. Đa điểu, 3 con. Tiếp tục với câu B, loại nào có số lượng nhiều nhất? Loại nào có số lượng ít nhất? Nhìn vào biểu đồ, ta thấy ngay, vẹt nhiều nhất, đà điểu ít nhất. Tiếp tục với câu C, có tất cả bao nhiêu con vật? Em sẽ lấy công 4 con, cộng vẹt 7 con, cộng chỉ 4 con, cộng đà điểu 3 con, có tất cả là 4 cộng 7 cộng 4 cộng 3 bằng 18 con vật. Như vậy là các em đã ôn tập về biểu đồ tranh. Cô có lời khen tất cả các em. Các con vật công, vẹt, chỉ, đà điểu đều bay được. Chim là thành phần quan trọng trong thiên nhiên, là nguồn tài nguyên sinh vật vô cùng quý báu. Chúng không những làm cho phong cảnh thiên nhiên đẹp hơn, khiến cho môi trường có sức sống, mà còn để lại cho con người thưởng thức cái đẹp. Hơn nữa, còn có ích cho sinh thái. Chim và con người là bạn của nhau. Vì vậy, chúng ta cần bảo vệ loài chim, không được bắt giết chúng vô tội vạ, phải không các em? Bây giờ, các em hãy cùng tham gia một trò chơi với cô để nhận được chữ happy. Với mỗi câu trả lời đúng, các em sẽ nhận được một chữ cái. Bạn nào hoàn thành được chữ happy sẽ nhận được một bông hoa màu đỏ. Các em thích không nào? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Câu hỏi 1. Một tuần có bao nhiêu ngày? A. 6 ngày. B. 7 ngày. C. 8 ngày.
đáp án đúng sẽ là câu B, 7 ngày. Em nhận được một chữ H đầu tiên. Câu hỏi số 2. Tháng 12 có bao nhiêu ngày? A, 30 ngày. B, 31 ngày. C, 29 ngày. Bạn nào chọn đáp án B, 31 ngày, sẽ nhận được một chữ A tiếp theo. Tiếp tục với câu hỏi số 3 nhé. Trong tờ lịch tháng 4 này, ngày 30 tháng 4 là thứ mấy? A, thứ tư. B, thứ năm. C, thứ sáu. Các em chọn đáp án nào? Bạn nào chọn câu A, thứ tư, được nhận tiếp một chữ B của cô. Câu hỏi thứ tư. Quan sát đồng hồ và cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ? A, 12 giờ. B, 3 giờ. C, 2 giờ. Mấy giờ vậy các em? B, 3 giờ. Vậy là bạn đã sưu tầm được thêm một chữ B nữa rồi. Còn một chữ nữa thôi, cùng cố lên nào. Còn một câu hỏi cuối cùng thôi, cùng cố lên nào các em. Câu hỏi 5. 1 giờ bằng chấm chấm chấm. A, 24 tiếng. B, 60 giây. C, 60 phút. Em chọn đáp án nào? Bạn nào chọn câu C, 60 phút, là nhận được một chữ Y tiếp theo của cô rồi. Vậy là các em đã sưu tầm được chữ Happy. Cô chúc mừng bạn nào đã hoàn thành được chữ Happy. Cô chúc các em luôn vui vẻ, hạnh phúc, các em nhé. Như vậy, qua bài học hôm nay, các em đã biết ôn tập về ngày, giờ, xem lịch, ôn tập về biểu đồ tranh, vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản. Em hãy tự đánh giá mình sau bài học bằng cách chọn biểu tượng hoa. Nếu em hiểu bài rất tốt, thì em hãy chọn cho mình một bông hoa màu đỏ. Còn em hiểu bài, thì hãy chọn bông hoa màu vàng. Ở một nội dung nào đó, em chưa hiểu rõ lắm, thì em hãy chọn một bông hoa màu xanh để bố mẹ, thầy cô có thể hỗ trợ thêm cho em. Các em nhé! Bạn nào nhận được 3 bông hoa màu đỏ sẽ nhận được lời khen tặng của cô. Các em nhớ khoe những bông hoa mình đạt được cho bố mẹ và mọi người cùng biết. Cô dặn dò các em ở nhà tiếp tục ôn tập về ngày, giờ, xem lịch, biểu đồ tranh. Các em hãy chuẩn bị bài Em làm được những gì, tiết 2 để bài học sau chúng ta học thật tốt, các em nhé. Tiết học thú vị của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Cô thân ái chào tạm biệt các em. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em vào bài học sau.